Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chim Nhồng Việt Nam. Và hôm nay mình tiếp tục quay các bạn những chú chim nhồng non của mùa. Và những chú chim nhồng này là chú chim nhồng 1 nha các bạn. Đây là chú chim nhồng 1 được xuất xứ từ Đắk Lắk nha các bạn. Và chim nhồng 1 này thì tại sao gọi là chim nhồng 1? Chim nhồng 1 tức là chim nhồng đẻ ra được một con duy nhất bắt đầu nha các bạn. Rất to mà. Đang cho nó ăn này. Tiếp theo mình sẽ làm một video được để phân biệt chim nhồng giống mái này. Lúc nhỏ và lúc nhỏ này các bạn biết được là chim trống hay chim mái, và đây là hoàn toàn là chim trống các bạn. Các bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc với mình theo số điện thoại để trên màn hình